răng sứ thẩm mỹ là gì răng sứ thẩm mỹ là loại răng sứ được tạo hình có màu sắc hình dáng giống như răng thật nó được sử dụng để thay thế phục hồi một hoặc nhiều răng bị mất hay hư hỏng nó được sử dụng như một cách để phục hình những chiếc răng bị khiếm khuyết giúp bạn có ngay một hàm răng đều đẹp và ăn nhai tốt răng sứ được cấu tạo bởi hai phần bên trong thường được làm bằng kim loại hợp kim hoặc bằng sứ cao cấp bên ngoài được phủ một lớp sứ đồng màu với răng thật phục hình răng sứ là gì? Các loại răng sứ rất đa dạng và thường được chia thành hai loại phục hình là dán sứ veneer và bọc răng sứ. Hai cách phục hình răng sứ này có ưu nhược điểm khác nhau, được áp dụng cho từng trường hợp cụ thể. Dán răng sứ veneer là gì? Dán răng sứ veneer là phương pháp phục hình thẩm mỹ rất được ưu chuộng. Phương pháp này sử dụng một lớp sứ rất mỏng, nguyên khối, có hình dáng giống răng thật, trắng đẹp tự nhiên. Veneer sứ sẽ được dán vào mặt trước của răng để che đi những khuyết điểm và tái tạo nụ cười. Trường hợp nào nên dán sứ Johnny? Răng mòn cạnh. Răng bị nứt, gãy hoặc sức mẻ nhẹ do chấn thương. Răng bị thưa, có khoảng trống giữa các răng. Sai lệch nhẹ, phát triển không đều và hình dạng bất thường. Răng bị ố dạng do dùng thuốc kháng sinh, hút thuốc lá hoặc tẩy trắng răng nhưng không hiệu quả. Ưu điểm Dơ ni sứ rất mỏng nên gần như không cần mài răng khi phục hình giúp bảo tồn răng thật tối đa. Hình dáng và màu sắc giống răng thật nên tính thẩm mỹ rất cao. Thời gian thực hiện nhanh. Bọc răng sứa thẩm mỹ là gì? Là phương pháp sử dụng răng giả được làm hoàn toàn bằng sứ hoặc sứ kết hợp với kim loại để bọc lên những chiếc răng bị khiếm khuyết, hư hỏng lớn nhằm tái tạo lại hình dáng, kích thước và màu sắc như răng thật. Bọc răng sứa thẩm mỹ không chỉ mang lại một hàm răng trắng bóng tự nhiên mà còn giúp bạn khắc phục những nhược điểm của răng như Răng bị sâu hoặc chết tủy nhiều, dẫn đến răng bị thiếu dinh dưỡng, tuổi thọ của răng bị rút ngắn, răng trở nên giòn, yếu, dễ dở trong quá trình ăn nhai. Răng bị sức mẻ lớn, đặc biệt là trường hợp răng cửa ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ và sự tự tin khi giao tiếp. Răng bị ố vàng nặng do dùng thuốc kháng sinh hoặc hút thuốc lá mà không thể phục hồi bằng các giải pháp tẩy trắng răng thông thường. Răng thưa, răng khấp khỉnh hay hô nhẹ mà không có thời gian điền răng thì bọc răng sứ hoàn toàn có thể xử lý được tình trạng trên. Bọc răng sứ còn để tạo những chiếc răng khỉnh duyên dáng hay tạo ra những răng thỏ tạo điểm nhấn cho nụ cười. Răng sứ thẩm mỹ còn được dùng để phục hình trên implant, làm cầu răng sứ hoặc hàm giả tháo lắp. Phục hình răng sứ trên implant trồng răng implant. Trồng răng implant là giải pháp trồng răng tiên tiến nhất hiện nay, được các bác sĩ khuyên dùng nhằm tạo nên những chiếc răng giả có chức năng và thẩm mỹ tương tự như răng thật. Cấu tạo của răng implant bao gồm, trụ implant được cấy trực tiếp vào xương hàm đóng vai trò là chân răng nhân tạo. Mão răng sứ sẽ đóng vai trò làm thân răng, được gắn lên trụ implant bằng một khớp nối. Phương pháp này giúp khôi phục cả thân và chân răng. Nhờ đó, khả năng nhai được hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn tốt hơn so với răng thật. Phương pháp này có thể khắc phục mọi khuyết điểm của răng bị mất, từ đó giúp mọi người có thể thoải mái ăn nhai, sinh hoạt cũng như giao tiếp. Răng implant có thể tồn tại lên tới hàng chục năm đến trọn đời nếu được chăm sóc đúng cách.